Hiện giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. Ở đây, nếu không có gió, thì lá cây đứng yên. Khi gió nổi lên, thì lá rơi lã tạ và quay cuồng theo gió. Tâm ta cũng giống như những chiếc lá này. Khi nó tiếp xúc với pháp trần, thì cũng tùy theo pháp trần mà quay cuồng vũ lộng. Bởi vì chúng ta hiểu biết giáo pháp quá ít, nên tâm bị pháp trần lôi cuốn không ngừng lúc có cảm giác vui vẻ hạnh phúc thì bị cảm giác vui vẻ lôi cuốn khi có cảm giác buồn đầu đau khổ thì bị cảm giác buồn đầu đau khổ nhận chìm tâm không ngừng quay cuồng hỗn loạn 42. lá thư chỉ cần biết cái gì đang xảy ra trong tâm bạn đừng vui hay buồn về nó cũng đừng dính mắt nếu bạn đau khổ hãy nhìn nó hiểu nó rồi xả bỏ nó đi. Cũng giống như bạn nhận được một lá thư. Bạn phải bóc lá thư ra trước khi muốn biết nội dung của lá thư. 43. Khúc gỗ Nếu đúng một khúc gỗ và thả xuống dòng sông, khúc gỗ sẽ xuôi theo dòng trôi đi. Nếu khúc gỗ có bị mục hay bị tắp vào bờ, thì cuối cùng nó sẽ trôi ra biển. Cũng vậy, tâm thực hành trung đạo nếu không dính mắt vào hai thế cực lời dưỡng và khổ hạnh thì cuối cùng sẽ đạt được chân bình an khúc gỗ trong ví dụ này là tâm ta 44. Gỗ Nếu bạn không chịu bỏ thì giờ huấn luyện tâm mình, thì tâm sẽ giữ mãi đặc tính quan giả mê muội thuận theo bản tánh tự nhiên của nó. Bạn có thể huấn luyện để bản tánh này thay đổi và đem lại lợi ích hãy lấy cây ra làm thí dụ so sánh. Nếu ta chỉ để cây ở trong trạng thái thiên nhiên, thì ta chẳng bao giờ có được căn nhà là bằng gỗ. Cũng không thể dùng gỗ để làm các vật liệu kiến trúc hay các vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, nếu muốn làm nhà, người thợ cất nhà phải tìm cây ở trạng thái thiên nhiên, và họ sẽ cưa xẻ cây để cất nhà. Trong một thời gian ngắn, người thợ có thể cất được căn nhà hành thiền và phát triển tâm cũng tương tự như vậy. Bạn phải sửa đổi huấn luyện tâm mình như đốn cây thiên nhiên trong rừng và chế biến thành vật hữu dụng. Phải huấn luyện tâm để tâm trở nên tinh tế hơn, chánh niệm, tỉnh thức và nhạy bén hơn. 45 bờ sông. Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc theo trung đạo thì yêu ghét hạnh phúc đau khổ chỉ là những cảm giác thuần túy một khi đạt được sự hiểu biết này tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn không còn bị dính mắt vào các cảm giác đó nữa đó là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ dính mắt vào chúng được như thế tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước không gặp một chút chướng ngại nào cuối cùng trôi vào đại dương niết bàn. 46. Con giỏi An vui hạnh phúc, không tùy thuộc vào chuyện chúng ta giao tiếp nhiều hay ít người trong xã hội này. An vui hạnh phúc chỉ đến từ chánh kiến. Khi bạn có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn, thì an vui hạnh phúc sẽ đến. Nếu có sự hiểu biết đúng đắn, thì bất kỳ sống ở nơi nào bạn cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng phần lớn chúng ta không có chánh kiến, không có sự hiểu biết đúng đắn. Người thiếu chánh kiến chẳng khác nào con dòi sống trong đống phân. Con dòi sống trong phân, lấy phân làm thực phẩm, phân là chỗ cư trú lý tưởng nhất. Nếu lấy cây, khơi một con dòi ra khỏi đống phân, nó sẽ ngọ ngoại và cố gắng trở về lại với đống phân. Chúng ta cũng thế. Thầy giáo dạy chúng ta hãy nhìn một cách đúng đắn nhưng chúng ta cảm thấy không hài lòng. Chúng ta chỉ làm theo lời thầy trong chốc lát, rồi lại vội giả trở về với thói quen cố hữu và quan kiến riêng của mình. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng chỉ có những thói quen và quan kiến này mới đem lại an vui hạnh phúc cho chúng ta. Nếu không nhìn thấy những hậu quả tai hại của tà kiến, thì chúng ta không thể nào rời bỏ những quan kiến sai lầm này được. Việc hành thiền thật khó khăn, bởi thế, chúng ta cần phải lắng nghe lời dạy của Thầy, loại bỏ sự hiểu biết sai lầm, loại bỏ sự chấp giữ hoàn kiến. Đó là những điều thiết yếu của chúng ta trong việc thực hành. Nếu có chánh kiến, thì bất cứ đi đến nơi nào, chúng ta cũng có an vui hạnh phúc. 47. Quả xoài Giới, định và huệ là con đường mà tất cả các bậc thánh phải đi qua để đến nơi giác ngộ tuy phân chia ra làm giới định huệ nhưng cả ba chỉ là một giới là định định là giới định là huệ huệ là định cũng giống như trái xoài khi còn là hoa ta gọi đó là hoa xoài khi trở thành trái ta gọi đó là trái xoài khi chín ta gọi là xoài chín hoa xoài xoài non xoài già xoài chín đều là xoài nhưng nó liên tục thay đổi Trái xoài lớn trưởng thành từ trái xoài nhỏ, trái xoài nhỏ phát triển thành trái xoài lớn. Ta có thể gọi chúng với những cái tên khác nhau, hay gọi tất cả chúng chỉ bằng một tên cũng thế thôi. Giới định và huệ cũng tương quan với nhau như vậy. Cuối cùng thì mọi nẻo đều dẫn đến giải thoát. Trái xoài luôn mới xuất hiện chỉ là qua, dần dần trưởng thành rồi chín dầu người ta đặt cho trái xoài tên gì cũng không thành vấn đề. Chúng ta phải có cái nhìn về giới, định và huệ như vậy. Mỗi khi nó được sinh ra, nó sẽ trưởng thành và chín mùi, rồi sau đó nó đi về đâu. Chúng ta hãy quán xét điều này. Nhiều người không muốn bị già. Khi tuổi già đến với họ, họ lấy làm tiếc nuối. Những người này không nên ăn xoài chín. Tại sao chúng ta lại muốn xoài chín? Nếu xoài không chín đúng thời, ta ủ xoài, thúc ép cho xoài chín mau. Có phải vậy không? Nhưng khi tuổi già đến với ta, thì sự tiếc nuối tràn ngập tâm hồn. Nhiều người khóc lóc, sợ hãi tuổi già và chết. Nếu sợ hãi và tiếc nuối như vậy, thì không nên ăn xoài chín, mà chỉ nên ăn qua xoài thôi. Nếu thấy được những điều này, thì sẽ thấy giáo pháp. Mọi chuyện đều rõ ràng, và chúng ta có an bình hạnh phúc thật sự. Bốn mươi tám thuốc và trái cây. Nhiều người cảm thấy nóng nảy và khó chịu khi thấy người khác không hành thiện. Không nên làm thế. Hãy khuyến khích họ. Hãy tiếp tục quan sát họ. Đừng nói điều gì chống đối họ. Họ sẽ đến với giáo pháp khi những yếu tố trí tuệ nơi họ chín mùi. Cũng giống như trường hợp bán thuốc trị bệnh. Ta quảng cáo thuốc của chúng ta ai đau đầu hay đau bụng hãy đến mua. Người nào không thích thuốc của ta thì hãy cứ để họ tự nhiên. Họ như những trái còn xanh, không thể thuốc ép cho chính mau được. Hãy để họ như vậy, hãy để cho họ tự trưởng thành và và chín mùi một cách tự nhiên. Nếu bạn biết suy tư như thế, tâm bạn sẽ bình an. Bởi vậy, không cần phải thuốc ép ai cả, chỉ cần quảng cáo thuốc là đủ người nào bị bệnh sẽ tự động đến mua. 49. Thương gia Khi làm một việc gì, cũng phải làm một cách chánh niệm, sáng suốt. Khi đã thấy biết một cách rõ ràng, thì bạn sẽ làm việc một cách tự nhiên, chẳng cần phải chịu đựng hay thúc ép mình nữa. Bạn gặp khó khăn và tự mang gánh nặng vào mình, vì bạn quên mất một điều. Đó là quên sáng suốt chánh niệm. An bình tĩnh lặng sẽ đến, khi bạn làm mọi công việc trên đời với tất cả thân và tâm của mình, nghĩa là làm với ý thức sáng suốt và chánh niệm. Bất cứ việc gì chưa được làm trọn vẹn đều khiến bạn cảm thấy không hài lòng. Những điều này sẽ theo bạn và làm khổ bạn dù bạn đi đến bất cứ nơi nào. Bạn muốn hoàn tất mọi chuyện, nhưng đó là điều không tưởng, không thể nào hoàn tất mọi chuyện được. Hãy lấy trường hợp của các nhà buôn thường đến đây thăm tôi. Họ nói, Bạch Sư, khi nào con trả xong nợ, mọi việc được thu xếp ổn thỏa, con sẽ trở thành một nhà sư. Họ nói như vậy, nhưng đến khi nào họ mới trả hết nợ và thu xếp xong công việc của mình. Chẳng khi nào họ xong được. Họ dùng nợ mới để trả nợ cũ. Vừa thanh toán xong món nợ này, họ đã dây món nợ khác. Người nhà buôn nghĩ rằng khi họ hết nợ, họ sẽ an vui hạnh phúc nhưng không khi nào có thể trả hết nợ. Đó là đường lối mà thế gian làm cho chúng ta điên cuồng, rối loạn. Chúng ta cứ chạy lên quanh như vậy mãi, chẳng hề thấy được hoàn cảnh đáng thương của mình. 50. Dầu và nước Dầu và nước khác nhau, cũng như người trí và kẻ thiểu trí vậy. Đức Phật sống với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng là một vị a la hán đã giết bỏ mọi bợn nhơ nên ngài không bị dính mắt vào hình sắc âm thanh mùi vị và sự xúc chạm ngài không bị các loài này chi phối trên bước đường trở thành bậc giác ngộ ngài đã xả bỏ dần dần các dục lạc trần thế cho đến lúc ngài hiểu rằng tâm chỉ là tâm và sự suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ ngài phân biệt được chúng và không trộn lẫn chúng với nhau tâm chỉ là tâm tư tưởng cảm giác chỉ là tư tưởng cảm giác hay để cho sự vật chỉ là sự vật hay để cho hình sắc chỉ là hình sắc âm thanh chỉ là âm thanh mùi chỉ là mùi vị chỉ là vị sự xúc chạm chỉ là sự xúc chạm và tư tưởng chỉ là tư tưởng tại sao chúng ta bối rối băn khoăn và dính mắt vào chúng nếu ta có cảm giác và suy tư theo lối này thì ta sẽ có tâm xả bỏ không còn chấp trước nữa. Tư tưởng và cảm giác của chúng ta sẽ nằm một bên và tâm của chúng ta sẽ nằm một bên, như nước và dầu cùng đựng chung trong một chai, nước nằm theo phần nước, dầu nằm theo phần dầu. 51. Kẻ mồ cô. Cuối cùng có người bị bệnh thần kinh. Tại sao vậy? Bởi vì họ không hiểu biết họ chỉ chiều theo các xung động tình cảm mà không biết cách săn sóc tâm mình. Tâm không có người chiếu cố thì chẳng khác gì trẻ con không có cha mẹ chăm nôm săn sóc. Trẻ mồ côi không nơi nương tựa nên rất bất an và đau khổ. Cũng vậy, nếu tâm không được săn sóc, huấn luyện, làm cho thuần thục bằng chánh kiến thì sẽ gặp nhiều phiền toái. 52. Xe bò giả dạ sử chúng ta có một chiếc xe và một con bò để kéo xe bánh xe tuy không dài nhưng vết xe lăn thì dài khi bò kéo xe thì vết xe sẽ theo sau bánh xe thì tròn nhưng vết xe thì dài hãy xem xét một chiếc xe đang đậu ta không thấy bánh xe dài nhưng một khi bò bắt đầu kéo thì vết xe trải dài ra phía sau khi bò kéo thì bánh xe lăn và giết xe xuất hiện. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, bò già yếu, không kéo được xe. Bò ra đi, chiếc xe nằm lại đó. Bánh xe không còn lăn nữa. Rồi tới lúc chiếc xe lụng tàn và rã ra từng mảnh, trở về với tứ đại, đất, nước, gió, lửa, theo định luật của thế gian Pháp. Người muốn tìm bình an bằng cách nương theo dục lạc ngũ trần sẽ lăn mãi không dừng và đến một lúc nào đó sẽ ra đi như con bò già và chiếc xe đã mục bao lâu còn cuốn theo thế gian này thì còn trôi lăn mãi không dừng nghỉ nếu chúng ta chấm dứt việc theo đuổi thì bánh xe sẽ không còn quay nữa chấm dứt ngay tại đây bao lâu ta còn theo đuổi thế gian này một cách mù quáng thì vết xe lăn vẫn còn tạo nghiệp xấu cũng như vậy bao lâu chúng ta còn tiếp tục đi theo đường lối cũ thì sẽ không có chỗ dừng. Nếu chúng ta chịu dừng thì chắc chắn sẽ dừng được. Đó là sự thực hành giáo pháp. 53. Mặt hồ tĩnh lặng Hãy chánh niệm và để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên thì bất kỳ ở hoàn cảnh nào tâm bạn cũng bình an tĩnh lặng. Nó sẽ tĩnh lặng như mặt nước hồ trong suốt trong rừng sâu những loài thú hiếm và quý sẽ đến đó uống nước rồi bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi sự vật trên thế gian này bạn sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu và tốt đẹp trên thế gian đến rồi đi nhưng bạn vẫn an nhiên tĩnh lặng đó là niềm vui của đức phật năm mươi bốn nước mưa thực ra tâm ở trạng thái tự nhiên sẽ thanh tịnh trong sạch như nước mưa nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu xanh vào nước mưa trong suốt nước mưa sẽ biến thành màu xanh nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu vàng vào nước nước sẽ có màu vàng phản ứng của tâm cũng tương tự như vậy khi một pháp trần mang màu sắc vui tươi dễ chịu nhỏ vào tâm thì tâm sẽ vui tươi dễ chịu khi một pháp trần mang màu sắc héo úa khó chịu nhỏ vào tâm thì tâm cũng sẽ héo úa khó chịu tâm bị nhuộm màu bởi các pháp trần như nước bị nhuộm màu bởi các loại phẩm nhuộm nước mưa trong sạch không màu sắc nhưng khi gặp màu vàng sẽ đổi sang màu vàng khi gặp màu xanh sẽ chuyển sang màu xanh nước sẽ đổi màu sắc liên hồi theo phẩm màu thực ra dầu đã chuyển sang xanh hay vàng bản chất tự nhiên của nước vốn vẫn trong suốt sạch sẽ bản chất của tâm vốn cũng trong suốt thanh tịnh nhân tâm bị ô nhiễm vì bị các pháp trần nhuộm màu bị mê loạn trong các xung động tình cảm năm mươi lăm nước chảy cơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên chẳng có gì sai quấy cả bởi thế chẳng phải cơ thể chúng ta làm cho chúng ta đau khổ mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại đau khổ cho chúng ta khi chúng ta thấy sai sự thật thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Ví như nước trong dòng sông, bản tính tự nhiên của nước là chảy xuống chỗ thấp. Nước từ đồi chảy xuống, chẳng bao giờ nước chảy ngược lên đồi. Đó là đặc tính riêng của nước. Đứng bên bờ sông, nhìn nước từ cao chảy xuống. Nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên, thì ta sẽ đau khổ. Đau khổ vì chúng ta có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. Ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng nếu có chánh kiến ta sẽ thấy rằng nước phải chảy từ cao xuống thấp vì không hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này nên chúng ta luôn luôn bị dao động và buồn khổ do đó chẳng bao giờ tìm được sự bình an tâm hồn nước phải chảy từ cao xuống thấp cơ thể chúng ta cũng vậy nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung và yếu bệnh hoạn rồi chết đó là chuyện tự nhiên đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên. Chúng ta không có cách nào để cưỡng lại định luật Sinh, và bệnh chết này. Vậy, đừng đi ngược dòng. 56. Con đường Bất kỳ đang ở nơi nào cũng phải có thái độ tự nhiên và luôn luôn quán chiếu để tự hiểu mình. Nếu hoài nghi phát sanh, hãy để nó đến và đi tự nhiên. Đây là chuyện thật giản dị hãy xả bỏ tất cả cũng giống như đi trên đường nhiều khi bạn gặp chướng ngại khi gặp phiền não hãy nhìn chúng chế ngự chúng rồi xả bỏ để chúng tự ra đi đừng nghĩ tưởng tới những chướng ngại đã qua đừng lo âu về những chướng ngại chưa đến hãy sống trong hiện tại đừng quan tâm đến chiều dài của con đường cũng đừng để ý tới nơi sẽ đến mọi chuyện đều thay đổi những gì đã gặp qua hãy xả bỏ. Cuối cùng, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Bây giờ, dầu bạn đang ngồi nhắm mắt hay đang rảo bước trong phố thị ồn ào, thì tâm bạn vẫn bình an tĩnh lặng. 57. Tặng đá Xả bỏ hay làm với tâm trống không là hai đề tài ít người hiểu được, vì chúng đi ngược lại quan điểm thông thường của người đời. Nếu dùng ngôn ngữ của người thế gian để giải thích xả bỏ và làm với tâm trống không thì dễ gây nên lầm lẫn. Vì có người luôn luôn có tư tưởng tôi có thể làm những gì tôi muốn. Có thể giải thích như vậy, nhưng ý nghĩa thực sự của nó như sao? Với trường hợp chúng ta khiên một tảng đá nặng, khiên được một lát ta cảm thấy nặng nhưng chúng ta không biết làm thế nào để giết bỏ. Bởi thế ta luôn luôn chịu đựng gánh nặng này. Nếu có ai bảo chúng ta giết tảng đá đó đi chúng ta sẽ trả lời. Nếu vứt bỏ nó đi, thì tôi còn có gì đâu. Thậm chí, nếu người ta giải thích cho chúng ta biết lợi ích của sự trút bỏ gánh nặng, chúng ta sẽ không tin, mà tiếp tục suy nghĩ. Nếu dứt bỏ tảng đá này đi, ta sẽ chẳng còn gì cả. Thế là ta tiếp tục khiên tảng đá nặng cho đến khi không chịu đựng được nữa, mệt nhoài và đuối sức. Lúc bấy giờ, ta phải để tảng đá xuống khi đã bỏ tảng đá xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy lợi ích của sự vứt bỏ tảng đá. Ngay tức khắc, ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và ta tự hiểu được sức nặng lớn lao mà ta đã nhận chịu khi khiên tảng đá. Trước khi vứt bỏ tảng đá, chúng ta không biết đến lợi ích của sự xả bỏ. Về sao chúng ta có thể lặp lại việc khiên tảng đá một lần nữa? Nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu được hậu quả của việc mang gánh nặng. Bởi thế, chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó đi. Sự hiểu biết rằng mang gánh nặng là vô ích và xả bỏ đem lại sự nhẹ nhàng thoải mái là một ví dụ điển hình về sự tự hiểu chính mình. Tính từ tôn tự đại của chúng ta, sự dính mắt lệ thuộc vào tự ngã của chúng ta. Chẳng khác nào tảng đá nặng. Ta không muốn vứt bỏ tự ngã vì sợ rằng sau khi vứt bỏ thì chẳng còn gì cả nhưng cuối cùng, khi ta có thể dứt bỏ tự ngã, thì ta sẽ tự mình ý thức được niềm an lạc thanh thản của sự không dính mắt. 58. Cái Đinh vít Nếu do việc hành thiền mà bạn thấy rõ chân lý, thì sự đau khổ không còn là vết thương đối với bạn, cũng như cái đinh vít đã được tháo mở. Khi bạn dặn cái đinh vít ngược chiều kim đồng hồ, thì nó sẽ được tháo mở tâm rút lui khỏi mọi sự cũng vậy. Tâm sẽ bỏ tất cả, tâm không còn bị cột chặt vào tốt, xấu, quyền sở hữu, khen, chê, hạnh phúc và đau khổ. Nếu không hiểu chân lý thì chẳng khác nào luôn luôn siết chặt cái đinh vít lại. Bạn dằn chặt nó cho đến khi nó phản ứng lại và bạn sẽ bị đau khổ về mọi chuyện. Khi tháo mở tất cả, bạn sẽ tự do và an lạc. 59. Cấy mạ Trong việc hành thiền, cần có sự tinh tấn chánh niệm liên tục như cấy mạ. Trong khi cấy mạ, nếu bạn cấy mạ ở nơi này dài hôm, lại nhổ lên cấy ở nơi khác, rồi chừng vài hôm sau, bạn lại nhổ lên cấy ở một nơi khác nữa. Cứ làm như thế mãi, cây mạ sẽ không bao giờ tăng trưởng, đa qua và kết hạt được. Trong việc hành thiền cũng vậy, nếu bạn hành thiền độ 7 hôm, là nghỉ 7 tháng đi lanh quanh đây đó làm ô nhiễm tâm. Sau đó trở về sống độc cư, giữ im lặng trong 7 ngày nữa rồi lại tiếp tục ra đi. Thì việc hành thiền của bạn sẽ không phát triển. Bởi vậy cần phải hành thiền liên tục. Tuy nhiên đối với các cư sĩ tài gia, vì bận rộn công việc làm ăn nên mỗi năm chỉ đi dự vài khóa thiền thì họ cần phải mỗi ngày để ra từ 1 đến 2 giờ để hành thiền và cố gắng ghi nhận chánh niệm các tác động hàng ngày càng nhiều càng tốt có như thế việc hành thiền mới tiến triển tốt đẹp 60. còn dao bén khi nói tâm tĩnh lặng ta muốn nói rằng tâm đứng yên không phóng đi đây đi đó cũng như khi có con dao bén nếu ta không biết giữ gìn dao gặp thứ gì cũng cắt như dùng dao để cắt gạch cắt đá các kiến nhân dân Thì dao sẽ chống lục Chúng ta chỉ nên dùng dao Để cắt các vật hữu dụng thôi Tâm chúng ta cũng vậy Nếu để tâm lan bạc theo tư tưởng Và cảm giác vô dụng Hay vô giá trị Thì tâm sẽ trở nên yếu kém Vì nó chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi Nếu tâm không đủ năng lực Thì trí tuệ sẽ không phát sinh Bởi vì tâm thiếu năng lực Là tâm không có định lực 61. Rắn Con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc và ghét đau khổ. Nhưng hạnh phúc là một hình thức di tế của khổ đau. Chúng ta có thể so sánh hạnh phúc và khổ đau với một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu rắn rất nguy hiểm vì có răng độc. Nếu đụng vào đầu rắn, rắn sẽ cắn ngay. Nhưng nó chia đến đầu, bạn chỉ cần sờ vào đuôi rắn, rắn cũng quay đầu lại cắn bạn liền. Bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều thuộc về một con rắn. Cùng thế, hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn đều khởi từ một con rắn. Đó là tham muốn. Bởi thế, khi có hạnh phúc thì tâm chưa hẳn đã có an bình thật sự. Chẳng hạn khi ta có được vật ưa thích như giàu sang, quy quyền, lời tán dương thì chúng ta hài lòng vui thích nhưng tâm vẫn bất an vì lo sợ mất chúng. Sự bất an sợ hãi này không phải là trạng thái hạnh phúc. Sau này có thể chúng ta sẽ thực sự mất những thứ ấy rồi sẽ thực sự đau khổ. Bởi vậy nếu chúng ta không chánh niệm và ý thức sáng suốt, ngay cả khi đang hạnh phúc thì đau khổ sẽ sẵn sàng nhảy vào. Đó là trường hợp nắm phải đuôi rắn. Nếu ta không buông ra, ác sẽ bị rắn cắn vì tất cả mọi thứ cho dù đó là đầu rắn hay đuôi rắn là việc thiện hay việc bất thiện đều là những đặc tính của luân hồi không ngừng thay đổi sử. Ajahn sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia Sa Di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Hàng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn Cha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi tiếng và được kính trọng vào thời bấy giờ. Ajahn đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. A -cha là một thiền sư tuyệt diệu Ngài đã dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của Ngài thật đơn giản. Hãy để sự vật tự nhiên đừng dính mắt. Hãy xả bỏ tất cả, sự vật thế nào hãy để y như vậy. Ajahn Chah viên Tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Pa Pong, tỉnh Ubon, Rajasthani. Lời giới thiệu Ajahn Cha thường nhắc nhở chúng ta rằng Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phương cách tu để thoát khổ, nhưng Ngài không thể tu thay cho chúng ta được. Không thể dùng lời để diễn đạt chân lý mà cũng không thể đem chân lý để tặng cho ai. A-san cha thường nói với chúng ta là muốn giúp cho tâm thấy được chân lý chỉ có thể dùng ví dụ và sự so sánh. Nếu tạo được một vị Phật trong tâm thì chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi vật không có gì khác với chúng ta cả nhiều ví dụ đã được arjan cha dùng để dạy đạo phát xuất từ những kinh nghiệm thâm sâu trong lúc arjan cha sống trong rừng việc thực hành của arjan cha chỉ đơn giản là quán sát theo dõi một cách chánh niệm và tỉnh giác tất cả những gì đang diễn ra bên trong cũng như bên ngoài chính mình arjan cha thường nói việc hành thiền của ngài chẳng có gì đặc biệt. Ajanta tự so sánh mình với một cội cây trong rừng. Cội cây chỉ là cội cây, và Ajanta cũng chỉ là cha thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng từ sự không đặc biệt này, phát sinh ra một sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế gian. Không thể dùng ngôn từ để diễn đạt giáo pháp giáo pháp tự hiển bày trong từng phút giây. Nhưng chỉ khi nào tâm tĩnh lặng, ta mới có thể thấu hiểu giáo pháp. A cha có khả năng kỳ diệu để biến đổi giáo pháp vô ngôn thành những ví dụ tươi mát. Lúc khôi hài, ý nhị; lúc dần điệu nên thơ, thường là để đánh động vào chỗ linh diệu nhất của con tim. Chúng ta đang chìm đắm trong bể ái dục như thú tham mồi ngon rồi xoay mật ngọt đời sống chẳng qua chỉ là những chiếc lá rụng và tâm chẳng khác nào những dòng nước chảy lời dạy của a cha trang đầy những ví dụ ý nhị như vậy chúng tôi sưu tập những ví dụ đầy ý nghĩa thâm sâu này để khơi động tâm linh những ngày đang bị dày dò bởi những nhiệt não của thế gian tìm được một chỗ nghỉ yên tĩnh dưới bóng mát của một cội cây trong rừng ajan cha thường nói chúng tôi dùng ví dụ để nói về giáo pháp vì giáo pháp không có hình dáng ai có thể nói giáo pháp vuông hay tròn phương pháp hay nhất để diễn giải giáo pháp là dùng ví dụ phần một một người lang thang khi không có chỗ ở thật sự thì chúng ta chẳng khác nào một kẻ lang thang không định hướng hết rẽ lối này lại rẽ sang lối kia dừng một lát rồi lại tiếp tục đi cho đến lúc chúng ta trở về nơi trú ngụ thật sự của mình tất cả những gì chúng ta đã làm chúng ta đều chán ngán chẳng khác nào người rời làng để đi du lịch khi nào trở về nhà người đó mới thấy thoải mái dễ chịu thật sự chẳng có nơi nào trên thế gian này là nơi trú ngụ bình an thật sự đó là bản chất tự nhiên của thế gian hãy nương tựa vào chính mình để tìm một chỗ trú ngụ an toàn đừng tìm cầu nơi nào khác bên ngoài khi niệm tưởng tới Đức Phật, nhờ những lời dạy chân thật của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được sự thật của một sự vật nào đó, thì chúng ta sẽ thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Dù chúng ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp, nhưng dầu cho có kiến thức về Phật pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nếu không thấy được chân tướng của giáo pháp thì chúng ta cũng chỉ là những người không nhà, chẳng khác chi những kẻ lang thang không định hướng. Khi thấy được các pháp thế gian đều giả tạo, ta sẽ tức khắc rời bỏ tất cả để trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Đó là con đường tâm của chúng ta. 2. Giỏ chuối khô khi thấy được mọi sự trên thế gian này chẳng khác nào những vỏ chuối khô dứt bỏ, thì bạn sẽ không còn bị dao động chán nản và đau khổ trước sự đến đi liên hồi của mọi sự vật trên thế gian, dầu vui hay buồn. Nhận thức được điều này, bạn sẽ thông dong trên đường giải thoát. 3. Người mù cả thân và tâm chúng ta đều không ngừng sinh diệt. Các pháp hữu vi hay mọi sự vật trên thế gian đều luôn luôn biến đổi. Sở dĩ chúng ta không biết chính xác đúng thực các hiện tượng đổi thay của thế gian vì chúng ta tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo không thực. Chẳng khác nào chúng ta được một người mù dẫn đường làm thế nào chúng ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không sáng mắt người mù có thể đưa chúng ta vào rừng rậm um tùm vì họ không thấy đường cũng vậy khi tâm bị mê mờ dính mắt bám víu vào các pháp thế gian thì thay vì tìm được hạnh phúc ta lại gặp khổ đau thay vì đạt được an bình ta lại gặp dao động có một tâm như thế thì chỉ gặp gian nguy và khốn khổ mà thôi chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn nhưng chúng ta lại tạo ra khó khăn và đau khổ thế rồi ta than trời trách đất ta đã tạo ra những nhân xấu và nguyên nhân của các việc làm tệ hại này là do ta không biết rõ thực tướng của sự vật không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến đổi cư khư khư chấp giữ chúng nghĩ rằng chúng sẽ ở mãi với mình bốn lọ thuốc có thể dí sự tu hành của chúng ta với một lọ thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn bệnh nhân cũng không lành bệnh và vĩnh viễn không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại thầy không khỏi bệnh bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực hoặc lọ thuốc chẳng có chút tác dụng nào bệnh nhân chẳng hề biết rằng mình chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn và uống thuốc đều đặn thì đã khỏi bệnh rồi thuốc chữa bệnh của cơ thể giáo pháp của đức phật chữa bệnh tâm và đưa tâm về trạng thái khỏe mạnh tự nhiên đức phật là bác sĩ chữa tâm bệnh của chúng sinh và phật pháp là lương dược để trị bệnh phiền não chúng ta mỗi người đều có tâm bệnh vậy hãy mau mau tìm về nương tựa nơi phật pháp năm trẻ con nô đùa quan sát bản chất của tâm nhiều lần ta sẽ hiểu rõ rằng tâm chỉ là tâm không có gì khác đường lối của tâm cũng chỉ là như vậy như vậy mà thôi đó là bản chất tự nhiên của tâm nếu thấy được điều này một cách rõ ràng thì ta không còn chấp trước vào sự suy nghĩ và cảm giác ta sẽ không thêm gì vào đó nữa nếu ta luôn luôn tâm niệm rằng đó chỉ là đường lối của tâm mà thôi khi tâm thật sự hiểu rõ thì tâm sẽ xả bỏ tất cả suy nghĩ và cảm giác vẫn còn đó nhưng chúng mất hết tác dụng chẳng hạn lúc đầu bạn thấy khó chịu khi gặp một đứa trẻ hiếu động chạy nhảy la hét ồn ào bạn có thể la mắng quở phạt nó nhưng khi đã hiểu rõ rằng bản tánh tự nhiên của trẻ con là hiếu động và đùa nghịch thì bạn sẽ không còn phiền trách chúng nữa khi xả bỏ thì mọi khó chịu sẽ tan biến tại sao mọi khó chịu tan biến bởi vì chúng ta đã chấp nhận bản chất tự nhiên của trẻ con cái nhìn của chúng ta đã thay đổi chúng ta chấp nhận bản chất tự nhiên của mọi vật chúng ta xả bỏ tất cả giờ đây tâm chúng ta bình an hơn có chánh kiến có sự hiểu biết đúng đắn sáu rắn hổ mang hoạt động của tâm chẳng khác nào một con rắn hổ mang độc hại có thể cắn chết người nếu chúng ta không động chạm gì đến rắn, thì rắn tự nhiên đi theo con đường của rắn. Dầu cho rắn có độc hại đến đâu, cũng chẳng ăn nhầm gì đến ta. Nếu chúng ta không đến gần rắn hay đụng vào rắn, thì rắn chẳng hề cắn chúng ta. Rắn hổ mang hoạt động theo bản năng của nó. Chuyện đương nhiên là như vậy. Nếu khôn ngoan, bạn hãy để rắn tự nhiên đừng đếm xỉa gì đến rắn cũng vậy hãy để mặt cái không tốt ở đó để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó cũng để cái tốt nằm đó để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó đừng nắm giữ vào cái thích hay không thích giống như trường hợp không đụng đến rắn hổ mang vậy người thông minh trí tuệ sẽ có thái độ như vậy đối với mọi cảm xúc dấy lên trong tâm mình. Khi điều tốt hiện khởi, hãy để nó tốt như vậy, hiểu biết bản chất của nó. Cũng vậy, khi điều không tốt hiện khởi, hãy để nó không tốt như vậy, để nó thuận theo bản chất của nó. Chúng ta không muốn động đến chúng, vì chúng ta chẳng muốn gì cả. Chúng ta không muốn cái xấu, chúng ta cũng chẳng muốn cái tốt. Chúng ta không muốn nặng cũng chẳng muốn nhẹ, không muốn hạnh phúc cũng chẳng muốn đau khổ. Khi cái muốn của chúng ta chấm dứt thì sự bình an tĩnh lặng sẽ đến với chúng ta. 7. Cái gáo dừa. Tham muốn là một phiền não, nhưng trước tiên phải có ý muốn Mày có thể khởi đầu việc hành thiền. Giả sử bạn đến chợ mua một quả dừa và lúc ra về có người hỏi: Anh mua dừa làm gì? Mua để ăn. Anh sẽ ăn luôn gáo dừa sao? Dĩ nhiên là không. Tôi không tin, nếu không ăn luôn gáo dừa, tại sao anh lại mua nó? Vậy đó, bạn sẽ trả lời như thế nào khi có ai cắt cứ hỏi như vậy? chúng ta nảy ra ý muốn hành thiền trước khi thực hành. Nếu không có ý muốn thực hành đến trước, thì sẽ không có việc thực hành. Quán sát như vậy giúp cho trí tuệ phát sinh. Bạn biết rõ điều này. Chẳng hạn, đợi dưới trái dừa, bạn sẽ ăn luôn cái gáo dừa chăng? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao bạn mua nó? Bởi vì cái gáo dừa chứa đựng phần cơm dừa. Chúng ta không ăn gáo dừa, nhưng bây giờ chưa phải lúc dứt bỏ nó. Thoạt đầu phải giữ gáo dừa lại. Sau khi ăn cơm dừa xong, mới dứt bỏ gáo dừa. Việc thực hành của chúng ta cũng vậy. Trước khi hành thiền, ta phải có ý muốn hành thiền. Nhưng sự muốn là một phiền não. Bởi vậy, khi đã hành thiền rồi, phải bỏ mọi ý muốn, mọi tha mái đi. Nếu có người nào cho rằng chúng ta ăn cả cái gáo dừa thì đó là chuyện của họ, chúng ta biết chuyện của chúng ta đang làm là được rồi. 8. Nấu nướng. Muốn thực hành giới, trước tiên phải huấn luyện thân và khẩu, không cho chúng làm điều bất thiện nhiều người cho rằng muốn có giới hạnh bạn phải học thuộc lòng những câu ba ly và phải đọc tụng suốt ngày đêm nhưng thật ra muốn có giới luật tốt đẹp thì chuyện phải làm là giữ thân và khẩu trong sạch điều này chẳng có gì khó hiểu chẳng khác nào chuyện nấu ăn đổ vào nồi thứ này một ít thứ kia một ít cho đến khi vừa đủ và ngon lành là được và khi món ăn đã ngon lành, bạn chẳng cần phải thêm gì vào nữa, bởi vì các loại chất liệu để nấu nướng đã đầy đủ cả. Cũng vậy, giữ cho thân khẩu trong sạch là ta đã giữ giới luật tốt đẹp. Chính thằng khùng. Giả sử một buổi sáng nào đó, bạn đang đi dạo mát, khi có người mắng chửi bạn. Vừa nghe lời mắng chửi, tâm bạn biến chuyển ngay. Bạn cảm thấy bực mình, khó chịu, bị nhục mạ và muốn trả đũa tức khắc. Vài ngày sau đó, có người đến thăm bạn và cho biết rằng người mắng chửi bạn hôm nọ là một thằng khùng. Hắn khùng nhiều năm rồi, hắn đã mắng chửi nhiều người như vậy chẳng ai thèm đẩy tâm đến những lời mắng chửi của hắn. vừa nghe xong, bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay. sự khó chịu, sự bực mình, sự sân hận và cái cảm tưởng mình bị nhục mạ đang đè nặng tâm bạn hai ba hôm nay, bỗng nhiên tan biến tất cả. tại sao vậy? bởi vì bây giờ bạn đã hiểu sự thật. trước đây vì chưa biết. Bạn nghĩ rằng gã kia là một người bình thường nên bạn tức giận và sự tức giận này dày xéo tâm bạn, khiến bạn đau khổ. Khi hiểu được sự thật thì mọi chuyện đều thay đổi. Ồ, té ra hắn là một thằng khùng, mọi chuyện xảy ra cũng do tánh khùng của hắn mà thôi. Chấp nhất hắn làm gì? Thấu hiểu mọi chuyện bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Đã hiểu rõ nên bạn dễ dàng xả bỏ. Nếu không hiểu rõ sự thật thì bạn bị dính mắc ở đó, khi nghĩ rằng người mắng bạn là một người bình thường, bạn có thể giết hắn. Nhưng khi bạn tìm ra sự thật, biết hắn là tên khùng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là sự hiểu biết chân lý hay hiểu biết sự thật? Nhiều người thấy được giáo pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi tham lam, sân hận và si mê tan biến thì cũng tan biến một cách tương tự như vậy. Bao lâu chưa biết rõ những điều này, chúng ta thường nghĩ ta phải làm gì đây? Tức quá đi thôi. Hoặc ta phải làm gì đây? Thích quá đi thôi. Đó không phải là sự nhận thức hay hiểu biết rõ ràng, đó cũng giống như lúc bạn nghĩ tên khùng là một người bình thường cho đến khi bạn biết được hắn là một tên khùng thì sự bực dọc của bạn mới tàn biến không ai có thể chỉ cho bạn thấy điều này chỉ khi nào tâm tự nó nhận biết thì sự dính mắt chấp giữ mới được nhổ bỏ 10 cốc nước nhiều người đến gặp tôi có trình độ trí thức cao trong xã hội trong đó có thương gia sinh viên tốt nghiệp giáo sư và nhân viên chính quyền tên họ đầy ấp các quan điểm về sự vật họ quá thông thái nên khó có thể nghe người khác giống như một cái cốc nếu chứa đầy nước dơ thì trở thành vô dụng chỉ khi nào đổ hết nước dơ đi ta mới có thể sử dụng được chiếc cốc cũng như phải dứt bỏ mọi quan niệm của mình thì bạn mới có thể thấy được chân lý kiến thức có được do việc thực hành của chúng ta vượt ra ngoài sự thông thái và ngu dốt nếu bạn nghĩ rằng mình thông thái giàu có quan trọng và là một nhà học phật tinh thông thì bạn đã che lấp chân lý vô ngã tất cả những gì bạn thấy sẽ là tự ngã tôi của tôi nhưng phật giáo thì loại bỏ tự ngã những kẻ quá thông thái sẽ không thể nào học hỏi được trước tiên phải dứt bỏ sự thông thái đi phải làm cho chiếc cốc trống không trước đã 153 Mẫu bánh ngọt. Nếu bạn vẫn còn có hạnh phúc và vẫn còn có đau khổ thì bạn là người còn đói chưa no. Điều đó giống như bạn đang ăn một miếng bánh mà bạn ưa thích, chưa ăn hết thì bánh đã rơi khỏi tay bạn. Bạn có cảm thấy tiếc miếng bánh đã mất không? Khi cảm thấy mất mát bạn sẽ cảm thấy đau khổ, vì thì bạn cần phải dứt bỏ cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Thực phẩm chỉ cần cho người còn đói thôi. Đúng theo chân lý thì hạnh phúc chỉ là đau khổ, ngụy trang dưới hình thức thật di tệ. khiến chúng ta không nhận thấy được. Nếu bạn dính mắt vào hạnh phúc, thì chẳng khác nào dính mắt vào đau khổ, nhưng bạn không nhận ra được điều này. Bởi vậy, hãy thận trọng. Khi hạnh phúc đến, thì đừng quá say sưa mà bị cuốn hút vào trong mê loạn. Khi đau khổ đến, thì đừng thất vọng mà bị nhẫn chìm trong đau khổ. Hãy xem hạnh phúc và đau khổ có giá trị ngang nhau. 154 trồng cây ăn trái. Việc thực hành của chúng ta chẳng khác nào việc trồng cây ăn trái. Khi trồng cây ăn trái, muốn có trái nhanh, người ta có thể dùng phương pháp chiết nhánh, dâm cành. Nhưng cây chiết nhánh thì không sống lâu và không có sức chịu đựng tốt. Một cách khác là trồng thẳng bằng hạt. Trồng theo lối này thì cây có sức chịu đựng tốt hơn và sống lâu hơn. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. 155. Tìm thuốc độc. Có hai loại đau khổ, đau khổ thông thường và đau khổ đặc biệt. Đau khổ thông thường là đau khổ phát sinh từ các hiện tượng nhân duyên tự nhiên của các pháp. Đau khổ đặc biệt là đau khổ đến từ bên ngoài để hiểu rõ sự khác nhau của hai sự đau khổ này ta hãy theo dõi ví dụ sau giả sử bạn đau và định gặp bác sĩ và bác sĩ quyết định tiêm thuốc cho bạn khi cây kim đâm vào da bạn thì bạn sẽ thấy đau đó là chuyện tự nhiên khi cây kim được rút ra bạn sẽ hết đau và đó cũng là chuyện tự nhiên đây là loại đau khổ thông thường chẳng có vấn đề gì cả bởi vì mọi người đều trải qua loại đau khổ này loại đau khổ đặc biệt là loại đau khổ phát sinh từ sự dính mắt chấp giữ một vật gì đau khổ đặc biệt chẳng khác nào bị tim một mũi thuốc độc bây giờ không còn là cái đau thông thường nữa mà là cái đau dẫn đến sự chết 156 Cây viết quý giá Nếu bạn không hiểu thế nào là bình an, thì bạn không bao giờ tìm được an bình. Chẳng hạn, bạn có một cây viết thật đắt giá và bạn luôn luôn dắt ở túi áo. Nhưng một hôm, bạn để cây viết đâu đó mà quên mất. Lúc sờ tay vào chỗ thường dắt cây bút, bạn không thấy nữa bạn hốt hoảng vì nghĩ rằng cây viết đã mất bạn tiếc nuối vì bạn có sự hiểu biết sai lầm bạn không thấy được chân tướng của sự vật nên bạn đau khổ bạn luôn luôn bận tâm vì bị mất cây viết quý giá đó tiếc quá ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cây viết mà bây giờ lại đánh mất rồi nhưng rồi bạn bỗng nhớ ra và hy vọng Ồ, có thể trong khi đi tắm, ta đã bỏ cây viết trong túi quần sau. Vào lúc bạn chợt nhớ ra được điều này, mặc dù chưa thấy cây viết, bạn đã cảm thấy bớt khó chịu và nhẹ nhõm. Bạn không còn băn khoăn tiếc nuối về cây viết nữa. Khi bạn đưa tay ra túi sau và tìm thấy cây viết ở đó, thì bao nhiêu đau khổ tiếc nuối đều tiêu tan. Tâm bạn đã lừa dối bạn thật lâu, lo lắng băn khoăn đến từ sự suy mê, không hiểu biết. Bây giờ đã thấy lại cây viết, không còn nghi ngờ băn khoăn, tiếc nuối nữa. Sự bình an này có được là nhờ bạn thấy rõ nguyên nhân của vấn đề, nguyên nhân của đau khổ. Ngay sau khi bạn biết rằng cây viết còn nằm trong túi quần sau của mình thì đau khổ chấm dứt. Biết được sự thật, biết được chân lý thì sẽ có bình an. 157. Con cọp điên. Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng, nếu không nhận được những gì nó muốn thì nó sẽ lồng lộn gào thét. Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên phải dùng thiền để điều phục tâm như vậy, phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và chịu đựng tạo thành cái chuồng kiên cố vững chắc để nhốt con cọp điên này lại, và rồi chúng ta bỏ đói nó, đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích. Chẳng bao lâu sau nó sẽ chết. 158 pháp hành của người chủ nhà đời sống của một cư sĩ thật khó khăn mà cũng thật dễ dàng dễ dàng để hiểu cách sống tốt đẹp nhưng khó khăn để áp dụng cách sống tốt đẹp này chẳng khác nào bạn đang cầm một hòn thang nóng đỏ trên tay và than phiền rằng hòn thang quá nóng thị thị tôi bảo bạn dứt hòn thang nóng đi nhưng bạn không chịu bỏ và trả lời rằng tôi chỉ muốn nó trở nên lạnh kia. Vậy thì hoặc là bạn phải dứt bỏ hoặc là bạn cần phải kiên nhẫn chịu đựng. Phải thật hết sức kiên nhẫn chịu đựng mới được. Bạn hỏi làm thế nào tôi có thể dứt bỏ gia đình được? Chỉ cần dứt bỏ phần dính mắt trong tâm bạn thôi bạn phải lo cho gia đình, nhưng đừng để tâm dính mắt vào gia đình. Dĩ nhiên, bạn phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Như con gà đẻ trứng, bạn phải ấp cho đến khi trứng nở. Chỉ có thế, đừng dính mắt vào danh từ gia đình. Nghĩ như vậy sẽ tạo thêm một sự đau khổ khác. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống một mình. Cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sống chung với người khác. Hãy sống với giáo Pháp và tìm hạnh phúc thật sự trong giáo Pháp. 159 Con khỉ Tâm không được kiểm soát thì chẳng khác nào như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức. Nó chạy lên lầu thấy chán rồi lại chạy xuống lầu. Mệt mỏi đi xem chớp bóng, lại chán nữa đi ăn cũng chán nữa những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi bạn hãy học cách kiểm soát tâm hãy nhìn bản chất thật sự của tâm vô thường bất toại nguyện và trống rỗng phải học cách làm chủ nó nếu cần thì xích nó lại hãy để nó tự làm cho nó mệt nhoài rồi chết thế là bạn có con khỉ chết, hãy để cho khỉ chết thối rửa ra. Bạn sẽ có xương khỉ. Cuối cùng, bạn sẽ đạt được bình an thật sự. Đừng lo cho khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của đời sống. 160. Sông và suối Bước vào dòng suối của giáo Pháp thì chúng ta giữ giáo Pháp làm một. Mặc dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta hài hòa tương hợp với nhau. Giống như sông, suối, chảy ra biển. Một khi đã vào biển cả, thì có cùng hương vị và màu sắc như nhau. 161. Sợi thừng Cố gắng chấm dứt đau khổ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì chẳng khác nào cố gắng kéo một đầu dây thừng trong khi đầu kia thì bị cột chặt vào một nơi nào đó bạn kéo đầu dây này trong khi đầu dây kia bị dính chặt thì sẽ không thể nào kéo được sợi dây muốn kéo sợi dây bạn phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn không rút được sợi dây chắc chắn là đầu dây kia bị mắc kẹt ở đâu đó nên không thể kéo ra được khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy được sự thật. À, té ra có một gút thắt ở đây. Bạn mở gút thắt ra và rút được sợi dây dễ dàng. 162 Cát và muối Vì dính mắt những gì người ta kỳ vọng và đặt định từ trước, nên nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu nhìn một cách tinh tế và chân xác thì chẳng có vật gì hiện hữu cả. Nhà cửa chúng ta, gia đình chúng ta, tiền bạc chúng ta chỉ là những danh từ chế định mà ta đã gắn cho nó. Dưới ánh sáng giáo pháp, chúng không phải là của ta. Ngay thân thể này cũng không thật sự là của ta. Dầu cho ta không tin như thế, nó cũng không thể trở thành của ta được chẳng khác nào khi ta bóc một nắm cát rồi cùng đồng ý gọi nó là muối gọi như thế thì cát có thể trở thành muối được không được chứ nhưng đó chỉ là sự thay tên đổi họ chứ làm thế nào để cát trở nên mặn như muối được bạn không thể dùng cát này để nấu ăn thay muối bởi vì dù có đặt tên gì đi nữa thì cát vẫn là cát thôi. 163. Học trò Thực hành giáo pháp, cũng như học trò viết chữ, lúc mới tập viết, đứa trẻ không thể nào viết ngay hàng thẳng lối được. Chữ viết méo mó siêu dẹo, nhưng dần dần qua nhiều lần thực tập, đứa trẻ sẽ viết khá hơn. Việc thực hành giáo pháp cũng như vậy. Lúc đầu bạn rất lung túng. Có lúc tâm an tịnh, có lúc tâm dao động. Bạn không biết gì là gì cả. Nhiều người cảm thấy chán nản, nhưng đừng lo lắng, đừng thất vọng. Hãy tiếp tục cố gắng tinh tấn như trẻ em tập viết càng ngày càng viết đẹp ra. Từ chỗ viết cong queo xấu xí cho đến khi viết được chữ đẹp tất cả đều phải trải qua một thời gian thực hành. 164 Mương thoát nước. Khi làm một cái đập nước, bạn phải xây một ống thoát nước để rồi khi nước dâng lên quá cao thì nước có thể thoát đi một cách an toàn thông qua ống này. Khi nước đầy ngang miệng đập thì ống thoát nước được mở ra. Bạn phải có một cái van an toàn như vậy. Hiểu biết vô thường là cái van an toàn của các bậc giác ngộ. Nếu bạn cũng có cái van như vậy, thì bạn sẽ được bình an tự tại. 165 Mảnh chai trong chân Đức Phật dạy chúng ta phải dùng trí tuệ để làm phương tiện thoát ra khỏi sự đau khổ chẳng hạn bạn bị một cái mảnh chai găm vào chân thỉnh thoảng khi bạn bước lên vật gì cứng thì vật cứng ép vào mảnh chai khiến mảnh chai đâm sâu vào chân bạn làm cho bạn nhức nhối bạn bèn sờ nắng khắp chân nhưng chẳng tìm ra gì cả bạn nhún vai rồi tiếp tục đi nhưng sau đó, khi đạp nhầm giật cứng nữa, và bạn lại đau trở lại. Điều đó xảy ra nhiều lần, vậy cái gì làm cho bạn đau ở đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân đau, bạn lại lấy tay sờ nắng quanh đó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn bỏ qua. Cứ bị đau mãi như vậy, khiến bạn có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra cương quyết lấy nó ra bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu thì bạn phải quan sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề chứ không phải chỉ nhúng dai là đủ. Nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn vào bên trong nó, bạn sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và chứng nghiệm được bản chất của nó. 166. Con ngựa bất kham. Tâm giống như một con ngựa bất kham, rất khó huấn luyện. Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chứng như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã biết nghe lời bạn, hãy cho nó ăn một chút. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. Với chánh tinh tấn, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. 167. Gốc cây Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân cội nguồn của sự vật. Chẳng hạn bạn đang đi và dắp phải một gốc cây nhỏ. Bạn bèn lấy dao chặt nó đi nhưng nó lại mọc trở lại và bạn lại dẫm lên gốc cây ấy lần nữa bạn lại tiếp tục chặt và gốc cây lại tiếp tục mọc lên cách tốt nhất là bạn phải kiếm một cái xe kéo để bứng tận gốc nó lên nhưng bạn phải làm ngay đừng lần lửa hẹn nay hẹn mai điều đó giống như bạn nhủ thầm hôm nay ta nên đi chăng có nên đi không hay để ngày mai hãy đi qua đến ngày mai bạn lại tự hỏi có nên đi hay là không đi, và bạn cứ tiếp tục tự hẹn ngày này qua ngày khác mà chẳng đi đâu cả cho đến ngày bạn chết. Bạn chỉ cần quyết định đi vậy là đủ. 168. Thức ăn tráng miệng. Thực hành là trực tiếp quan sát tâm đó chính là trí tuệ khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm cũng như có đủ trí tuệ để bước lệ thuộc vào sách vở nếu bạn đã thực hành thuần thuộc và không còn dính mắt lệ thuộc vào bất cứ cái gì lúc bấy giờ bạn hãy trở về với sách vở sách vở lúc bấy giờ cũng giống như đồ ăn tráng miệng chung giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác. Hoặc bạn cũng có thể trở về với thiền vắng lặng. Vì bây giờ bạn đã có trí tuệ là không dính mắt vào bất cứ cái gì. 169. Quả xoài ngọt Giáo Pháp nằm ngay trong tâm bạn, chứ không phải trong rừng. Đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình. Bạn chẳng cần phải đi nơi nào để tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn, cũng giống như trái xoài ngọt đã nằm sẵn trong trái xoài xanh. 170. Quả đu đủ ngọt. Nếu biết sử dụng phiền não một cách khôn khéo thì sẽ mang lại nhiều ích lợi cũng giống như dùng phân gà và phân trâu để bón cho cây đu đủ phân thì thật dơ giấy nhưng khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon ngọt bất cứ lúc nào phiền não xuất hiện như sự nghi ngờ chẳng hạn thì hãy nhìn vào nó quán sát theo dõi ngay tại đó điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt 171 Mấy ghi âm Nếu việc nghe giáo pháp giúp cho bạn được bình an tĩnh lặng thế là đủ rồi, bạn chẳng cần phải cố gắng nhớ bài pháp làm gì. Có thể một số các bạn không tin điều này, nhưng nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng, nghe những gì đang nói và để nó trôi qua trong khi liên tục quan sát thì bạn đã làm việc như một chiếc máy thu âm rồi. Một thời gian sau, mỗi khi bạn bật máy lên, tất cả đều được ghi lại đầy đủ. Đừng sợ rằng chỉ ngồi nghe một cách chánh niệm để mọi sự việc trôi qua với tâm bình an tĩnh lặng thì chẳng được gì cả. Bởi vì ngay khi bạn bật máy thu âm lên thì tất cả đều nằm ở đó. 172 võ sĩ và người ăn trộm. Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền cũng giống như một người ăn trộm mướn luật sư cứu anh ta khi bị bắt quả tang nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa hoặc giống như người võ sĩ sau khi thượng đài bị nhiều vết thương chữa trị vết thương xong lại đi đấu võ lần nữa và lại mang thương tích Mặc dù cứ mỗi lần đấu võ là mỗi lần bị thương, anh võ sĩ vẫn cứ muốn thượng đài. Mục đích của việc hành thiền không phải chỉ để tạo được một ít yên tĩnh trong một thời gian ngắn, tạm thời chấm dứt mọi đau khổ khó khăn, nhưng là để nhổ tận gốc rễ nguyên nhân đã khiến chúng ta bất an. 173 Trộm và kẻ giết người Nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền, thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta như những băng đảng cướp của giết người, chúng luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa, tham lam, sân hận, suy mê. Đời sống thế tục có rất nhiều khó khăn trở ngại. Ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi ta đến các nhà ái dục với một giọng nói ngọt ngào thân thiện. Đến đây, hãy đến đây người bạn thân mến. Và khi bạn đến gần thì cửa mở và súng nổ. 174 tấm lưới cá chằng chịt. Hãy hiểu và theo dõi tâm tâm trong sáng nhưng nó bị ô nhiễm bị nhuộm màu vì tình cảm vì cảm xúc hãy huấn luyện tâm thế nào để tâm trở thành một mạng lưới dày chặt rắn chắc tóm gọn mọi cảm xúc cảm giác rồi quan sát xem xét chúng cẩn thận trước khi phản ứng một trăm bảy mươi lăm rễ cây chúng ta hãy lấy ví dụ về một cội cây để hiểu rõ sự bảo vệ và duy trì phật pháp bằng cách hành thiền cây gồm có rễ thân cành và lá các bộ phận lá thân cành đều tùy thuộc vào rễ bởi vì rễ đã hút chất bổ chuyển đến các cơ phận trên cây nhờ rễ để duy trì sự sống chúng ta cũng vậy Hành động và lời nói của ta là thân lá cành và tâm là rễ. Rễ hấp thụ chất bổ để nuôi dưỡng toàn thể thân cây, giúp cho cây đơm hoa kết trái. Hành thiền là luyện tâm trong sạch, là giúp cho rễ trí tuệ tăng trưởng để nuôi cho cành lá thân khẩu. Tâm tốt hay xấu, có chánh kiến hay tà kiến đều thể hiện qua lời nói và hành động. Bởi thế, việc bảo vệ và duy trì Phật giáo bằng cách thực hành giáo pháp thật vô cùng quan trọng. 176. Hướng về phía ánh sáng. Có ai có thể điều khiển cây mọc khác đi cái lối mọc tự nhiên của nó không? Cây không thể chuyển trò không thể chạy đây chạy đó nhưng nó có thể mọc theo đường lối riêng của nó để tránh các chướng ngại khi gặp chỗ hiểm hóc khó tăng trưởng nó bèn dương ra ngoài để nhận ánh sáng theo bản chất cây chẳng biết gì cả nó chỉ sinh hoạt theo định luật của thiên nhiên nhưng nó lại biết cách mọc thế nào để tránh khỏi nguy hiểm nó biết dương đến chỗ thích hợp cho sự tăng trưởng của nó chúng ta nên học theo cách sinh hoạt của cây nếu chúng ta muốn chữa trị đau khổ và nếu yêu hay ghét cũng đều là đau khổ thì chúng ta phải tìm cách tránh xa chúng đừng thân thiện gần gũi gắn bó với chúng khi hướng về với đức phật thì đau khổ sẽ giảm bớt và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn 177 Hư ngụy Người thế tục thường nói những điều hư ngụy dối trá. Chẳng hạn bạn tình cờ gặp trên xe lửa một người bạn mà từ lâu bạn không liên lạc, bạn liền nói với người ấy. Tôi rất mừng được gặp bạn ở đây, tôi vừa định đi tìm gặp bạn đấy, sao độ này thế nào? Thực ra thì không phải vậy. Bạn chẳng hề nghĩ đến anh ta bao giờ, nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng, bạn thốt ra như thế thôi, chỉ để xả giao cho có vậy thôi. Thế nhưng, như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đấy. Lời nói không thật phát xuất từ sự vô tâm vô tình của bạn, nhưng nó là hình thức di tế của sự dối trá và thông thường người ta hay quen miệng nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não cần phải tập dứt bỏ. 178. Dây leo Một đứa trẻ lớn lên chẳng khác nào một dây leo đang mọc. Dây leo mọc lớn lên và tựa vào một cây khác gần đó dây leo không tự tạo được hình dáng của riêng mình nó dựa vào một cây khác để tạo nên hình dáng cho mình nếu nó dựa vào cây mọc thẳng đứng thì dây leo cũng mọc thẳng đứng nếu nó dựa vào cây có hình dáng cong queo thì dây leo cũng mang hình dáng cong queo cần phải hiểu kỹ rằng trẻ con chịu ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm chứ không phải vào lời nói mà bạn dạy. Do đó, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn, mà còn đem lại lợi ích cho con em bạn và cho những người quanh bạn nữa. 179 Chim Kinh Kinh nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp, và thành công trên đường đời nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn dù cho có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa tâm họ cũng chứa đầy những vô dụng và hoài nghi cũng giống như loài chim kênh kênh chúng bay cao đấy nhưng chúng ăn những gì 180 Con trâu Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp trần và bị pháp trần lôi kéo đến bất kỳ nơi nào mà chúng thích. Thật ra, chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thật sự. Chúng đều là vô thường, khổ và trống không. Khi pháp trần khởi lên, hãy quan sát và theo dõi xem chúng đang làm gì. Theo dõi tâm chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng người chăn trâu thả cho trâu đi lại tự nhiên nhưng luôn luôn để ý canh chừng nếu trâu đi gần đến ruộng lúa người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng thế là trâu sẽ thụt lùi lại ngay nếu trâu không nghe lời người chăn trâu sẽ quất cho nó dài roi người chăn trâu không được lơ là bất cẩn không được ngủ quên nếu y tham ngủ thì lúc thức dậy lúa đã bị trâu ăn sạch tâm chẳng khác nào con trâu và lúa là các pháp trần người giác tỉnh là chủ nhân khi nhìn vào tâm người giác tỉnh hiểu biết mọi sự họ biết rõ lúc tâm chiều theo pháp trần thì tâm sẽ như thế nào và khi tâm không bị pháp trần chi phối nó sẽ như thế nào quan sát và biết được tâm như vậy trí tuệ sẽ phát sinh khi tâm gặp pháp trần nó sẽ giữ chặt pháp trần đó như con trâu gặp lúa là ăn ngay bởi vậy bất kỳ tâm đi đâu đều phải quan sát theo dõi nó khi tâm đến gần ruộng lúa pháp trần hãy la nó ngay nếu nó không nghe hãy quất cho nó dài roi 181 Diễn nước và vườn cây ăn trái Muốn tìm bình an trong thế gian này, bạn cần phải có nhiều nỗ lực. Chẳng khác nào việc đào giếng để lấy nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được. Hoặc như bạn đã có sẵn một vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành, nhưng bạn phải hái mới được trái cây không thể tự động rơi vào miệng bạn. 182. Khúc gỗ Chúng ta không thể nào tách rời thiền định và thiền minh sát. Muốn quán sát phải có sự định tâm, và muốn định tâm cần phải có sự quán sát để hiểu rõ tâm. Muốn tách rời thiền định và thiền quán thì chẳng khác nào cầm mở giữa khúc gỗ nâng lên và chỉ muốn một đầu được nhấc lên thôi khi nhấc khúc gỗ lên thì cả hai đầu đều được nâng lên cùng một lúc ta không thể tách rời hai đầu khúc gỗ được trong việc hành thiền cũng vậy bạn chẳng cần phải phân biệt đâu là thiền định và đâu là thiền quán chỉ cần biết đây là sự thực hành pháp bảo thế là đủ 183 Lạc hướng Nếu bạn không hiểu rõ chân lý của sự khổ và phương cách thoát khỏi khổ đau, thì bạn không thể nào có được bát chánh đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà định vân vân. Cũng giống như bạn muốn đi đến một ngôi làng nào đó, bạn đi sai đường nhưng cảm thấy thoải mái, vì cảm thấy thoải mái nên bạn tiếp tục đi, nhưng kết quả là bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Vì vậy, dù đường đi có thoải mái thuận tiện cho bạn cách mấy đi nữa, bạn cũng sẽ không đến được nơi mình muốn đến. Kết Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác, chúng ta có thể thấy rõ Thí Giàng Pháp chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả mọi chuyện trên cõi đời này đều là thầy của chúng ta cây và dây leo chẳng hạn có thể cho ta thấy rõ chân lý của sự vật khi đã có trí tuệ thì chẳng cần phải học hỏi ai và chẳng cần phải học hỏi gì nữa chỉ cần học hỏi ở thiên nhiên cũng đủ để ta giác ngộ <laughs>